Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng học bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Chữ A. Chữ Á. Chữ Ớ. Chữ Bờ. Chữ Cờ. Chữ Giờ. Chữ Đờ. Chữ E. Chữ E. Chữ G. Chữ H. Chữ Y. Chữ K. Chữ L. Chữ M. Chữ N. Chữ O. Chữ Ô. Chữ Ơ. Chữ Pờ. Chữ Cu. Chữ R. Chữ S. Chữ T. Chữ Chữ Ư. Chữ V. Chữ S.
chữ Y.